Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của thầy: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của thầy nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi Cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Suy niệm. Không phải tự nhiên mà đạo Công giáo chúng ta được gọi là đạo yêu thương. Trang tin mừng hôm nay được Thánh Gioan trình bày là một trang tin mừng vô cùng đẹp. Ở đó, Đức Giêsu đã dạy các môn đệ một công thức mà theo như toán học. Đó là công thức bắc cầu. Nhưng tính bắc cầu ở đây không nằm trong sự logic có thể tính toán được, mà nó đạt tới tầm mức phi logic xoay quanh chỉ một từ, đó là yêu. Chúa Cha yêu Chúa Con yêu nhân loại. Từ đó ta có thể thấy rằng Chúa Cha cũng hết lòng yêu thương nhân loại qua Người Con duy nhất của Ngài. Tình yêu ấy được Đức Giêsu đúc kết thành điều răn mới, đòi buộc các môn đệ và cả chính chúng ta phải giữ. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đức Giêsu không dạy các môn đệ phải yêu Ngài như chính Ngài đã yêu thương các ông, nhưng là yêu thương nhau như chính Ngài đã yêu thương họ. Đó là một tình yêu vô vị lợi, yêu mà không cần đáp trả, yêu đến tận cùng, yêu đến độ hy sinh chính mạng sống mình vì người mình yêu. Mỗi người chúng ta đã cảm nhận được tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta hay chưa? Chúng ta đã ý thức giới răn mà Chúa dạy chúng ta là hãy yêu thương tha nhân như chính Ngài đã yêu thương chúng ta hay chưa? Nhận ra được điều đó, chúng ta đã sống giới răn yêu thương mà Chúa dạy chúng ta như thế nào? Lạy Chúa, Chúa đã yêu chúng con bằng một tình yêu tuyệt đối, và Chúa cũng dạy chúng con phải yêu thương tha nhân như chính Ngài đã yêu chúng con. Tình yêu Chúa thì cao cả, mà tình yêu của chúng con thì quá nhỏ nhen. Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con, từ đó chúng con dám mở lòng mình ra để chia sẻ, để yêu thương tha nhân như chính Chúa đã hy sinh mọi sự vì chúng con vậy. Amen.